thi của thí sinh Quỳnh Thanh Thúy. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhận thấy rằng có rất nhiều quý khán giả đã đến xem và cổ vũ cho tất cả các thí sinh. Vì vậy mà ban tổ chức rất mong là quý vị, chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho phần dự thi của các thí sinh. Kính thưa quý vị, tiếp theo là phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Thanh Cúc, mang số báo danh 47, đến từ đơn vị trường trung học cơ sở Thái Lai, dự thi với bài hát Chiều cuối tuần, một sáng tác của Trúc Phương. Và xin mời thí sinh Trần Thị Ngọc Lâm, mang số báo danh 17 chuẩn bị. Và xin mời quý vị khán giả chúng ta hãy dành cho thí sinh Nguyễn Thị Thanh Cúc một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Dạ, ông ơi, lên nháy.